Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Kim Duyên tự tin giao tiếp tiếng Anh cùng Miss Universe 2005, anti-fan bất ngờ quay xe vì điều này. Qua đoạn livestream với Miss Universe 2005, Kim Duyên khiến fan bất ngờ về khả năng giao tiếp tiếng Anh vượt bậc. Sau khi quá trình rèn giũa bản thân đã gần như đi đến công đoạn cuối cùng, Kim Duyên của những ngày cận kề lên đường sang Israel đã thật sự lột xác đến bất ngờ. Để cân bằng lại cảm xúc cũng như nạp thêm năng lượng, cô đã có cuộc livestream trực tiếp với Natalie Glebova, Miss Universe 2005. Cuộc trò chuyện lần này không đơn giản là những lời tâm sự của một đàn chị sắc tóc lẫy lừng và một đàn em đang miệt mài đi tìm kiếm hào quang Miss Universe, mà còn khiến các fan bất ngờ về sự tiến bộ của Kim Duyên về khoản giao tiếp tiếng Anh. Từng bị anti-fan tấn công dữ dội với cụm từ interview more nghiêng về about myself, Kim Duyên vẫn âm thầm tiếp thu những điều chưa hoàn thiện về bản thân và lắng nghe những đóng góp của khán giả một cách tích cực và lạc quan nhất. Không uổng công cô gái sinh năm 1996 ngày đêm trau dồi vốn từ vựng cũng như tập làm quen giao tiếp trước ống kính, đứng trước một nữ hoàng sắc đẹp như Natalie Glebova, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe vẫn không hề bị khớp và đối đáp 100% bằng tiếng Anh. Không có bất kỳ một sự soi xét về phát âm cũng như ngữ điệu vì tính chất châu lục quá khác nhau. Điều mà mọi người nhìn nhận và đánh giá cao nhất ở Kim Duyên đó chính là phong thái. Khán giả không hề nhìn thấy sự gượng ép mang tính chất trả bài, mà ở đó đúng nghĩa là một màn Q&A chính hiệu. Miss Universe 2005 dành khá nhiều mỹ từ cho Kim Duyên như: bạn rất duyên dáng và tự tin, tôi chúc bạn sẽ có một kỷ niệm đẹp tại Israel. Ngay sau khi đoạn livestream kết thúc, rất nhiều anti-fan đã quay đầu xe và ghi nhận sự nỗ lực của cô gái sắp sửa lên đường chinh phục giấc mơ hoa hậu ở độ tuổi 25. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.